Việc hoàn thiện các khu tái định cư không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm mà còn là cơ hội để các địa phương bố trí lại dân cư, góp phần ổn định cuộc sống nhân dân. Hiện nay, các khu tái định cư của dự án cao tốc Cam lộ La Sơn đã và đang được hoàn thiện, đem lại một diện mạo mới cho các địa phương vùng gò đồi. Bởi thay vì cả khu dân cư thưa thớt, buồn tẻ như trước đây, người dân vùng dự án đã có thể bắt đầu mở cuộc sống mới. Đây là khu tái định cư ở xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy. Sau một thời gian thi công, nay đã hoàn thiện với điện nước, đường đi, mặt bằng và những ngôi nhà đủ sắc màu đã mọc lên. Hiện nay, người dân đang hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho ngôi nhà của mình như xây dựng hàng rào, lắp đặt cửa cổng. Thì đa số các hộ dân ở khu tái định cư đều rất là phấn khởi vì có nhà cửa khang trang, rồi có điện nước, điện đài rất là khang trang. Nhân dân cũng là rất là vui mừng. Nhưng nhìn chung lại thì đa số người dân khu tái định cư rất là phấn khởi. Bà con vui mừng vì nơi ở mới có đủ tiện nghi sinh hoạt, điện lưới chiếu sáng cả khu dân cư, nước sạch tuy chưa đến nhưng hệ thống bồn chứa, bơm nước, giếng khoan cũng đã đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Chỉ có một nỗi lo lắng là an cư rồi nhưng sẽ lập nghiệp như thế nào? Đất sản xuất xa nhà liệu có là trở ngại cho người dân hay không? Thì qua đây ở thì điện đài giờ là cũng được đàng hoàng rồi. Đường xá thì cũng đầy đủ nhiều. Điều kiện sống thì thoải mái hơn, điều chỉ có là thiếu đất sản xuất. An cư thì tốt, nếu có lạc nghiệp chứ biết cái hướng đi thế nào đây. Sau gần 40 năm xây dựng kinh tế mới, người dân bị ảnh hưởng do tuyến đường cao tốc đã quen với lối sống canh tác tại chỗ. Nhà cửa, vườn tược, chuồng trại đều tập trung ở diện tích đất khai hoang của gia đình. Giờ đây, tập trung sống theo lối nhà liền kề, tùy theo diện tích mỗi nhà nhận từ 200 đến 500 mét vuông đất trong khu tái định cư. Cũng không thể chăn nuôi trồng trọt ở giữa khu dân cư. Tuy nhiên, với sự động viên kịp thời của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cùng các đoàn thể, người dân đã vui vẻ và đang sinh hoạt thoải mái ở nơi ở mới. Và ai cũng hy vọng sẽ đón một cái Tết đầu tiên trong không khí nhà sạc nhà, cùng nhau chúc Tết trong đêm giao thừa.